tuyển thủ U23 Việt Nam hậu vệ Đoàn Văn Hậu của câu lạc bộ Hà Nội vừa được tờ báo của Hà Lan Football Journal phỏng vấn riêng sau hành trình đoạt kỳ tích ở giải U23 châu Á của đội tuyển U23 Việt Nam. Trong bài viết riêng về Đoàn Văn Hậu vừa đăng tải trên phiên bản điện tử, tờ Football Journal ví von ngôi sao trẻ mới 18 tuổi của U23 Việt Nam là Đoàn Văn Bell, lấy theo tên của ngôi sao xứ Wales Gareth Bale, cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid. Trang Football Journal đánh giá cao Đoàn Văn Hậu từ khi anh còn thi đấu ở vòng chung kết U20 World Cup tại Hàn Quốc vào năm 2017. Anh cũng đã được nhiều tuyển trạch viên của các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu chú ý. Ở giải U23 châu Á, Đoàn Văn Hậu cũng là trụ cột trong chiến thuật thi đấu của huấn luyện viên Park Hang-seo ở đội tuyển U23 Việt Nam. Rất tiếc là Hậu bị chấn thương nặng ở trận cuối vòng bảng gặp U23 Syria và đành lỡ hẹn với các trận đấu còn lại. Mặc dù vậy, tờ Football Journal vẫn đánh giá Đoàn Văn Hậu có bước tiến hết sức vững chắc và trong tương lai sẽ là trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Football Journal đã viết một cách tường tận: Văn Hậu trưởng thành từ đội bóng thiếu nhi tỉnh Thái Bình, rồi vô địch toàn quốc lứa tuổi U11 trước khi gia nhập đội trẻ của câu lạc bộ Hà Nội và từng bước trưởng thành qua các đội trẻ U19, U20, U22 rồi U23. Ngoài ra, Hậu cũng đã có 3 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam trong năm 2017. Thậm chí tờ Football Journal còn ví von Hậu giống như một Paolo Maldini hay Philip Lam của bóng đá Việt Nam. Để trưởng thành hơn, Football Journal cho rằng môi trường của giải vô địch quốc gia Hà Lan sẽ thích hợp cho cầu thủ trẻ này phát triển. Theo Football Journal, nếu đến Hà Lan thì Đoàn Văn Hậu rất phù hợp với câu lạc bộ PSV Eindhoven. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.